Thưa quý vị, đêm qua ngày 16 tháng 2, chị Hà Hoàng Oanh, trú tại thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân Niềm hạnh phúc khi tìm lại được chiếc nhẫn kim cương giá trị mà chị lỡ đánh rơi, sau đó may mắn được một anh công nhân quét rác nhặt và trả lại. Trước đó vào tối cùng ngày sau khi đỗ xe bên đường Lê Quý Đôn thành phố Huế để vào nhà, chị Oanh lỡ đánh rơi hai chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay. Vào nhà rồi thì mới biết là mất đôi nhẫn, chị đã quay ra ô tô tìm kiếm thì chỉ phát hiện một chiếc ở trên ngách cửa xe. Lúc đó thấy đoạn đường nơi chị đỗ xe đã được dọn sạch, chồng chị Oanh liền đi tìm các công nhân quét rác và gặp anh Trần Phương Lộc, công nhân của công ty cổ phần công trình đô thị Huế. Sau khi nghe hỏi thì anh Lộc đã lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn và vui vẻ trả lại cho vợ chồng chị Oanh. Theo chị Hoàng Oanh, chiếc nhẫn là một phần trong bộ sản phẩm kim cương nhãn hiệu PNG mà gia đình chị mua nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Anh Trần Phương Lộc, 34 tuổi, ngụ tại phường Đúc, thành phố Huế cho biết thời điểm đó khi đang gom rác thì anh đã phát hiện chiếc nhẫn và tạm giữ để chờ xong việc sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân